À, rồi chào mừng tất cả các bác đến với kênh Huy Cường Audio. Thì hôm nay là em lại tranh thủ lên cái mẫu dây loa Supra Quadrox về cho tất cả các bác nha. Đấy, thì hôm nay bên em lại về thêm được mấy cặp nữa. Đấy, thì bác nào đang có nhu cầu về những cái dòng dây loa Supra Quadrox, cái dòng này đấy nó là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng của Thụy Điển rồi. Đấy, hàng này là hàng nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam. Đấy, thì bên em cũng có nhập về, ngày trước thì bên em nhập về bán số lượng rất là nhiều cho các bác rồi. Đấy, và đợt này thì bên em lại về thêm được những cái dòng dây loa như thế này. Và giá nó cũng rất là tốt thôi. Đấy, giá tốt hơn ngày xưa cũng khá là nhiều đó. Đấy, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác cứ alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình kia thì bên em sẽ gửi hàng cho tất cả các bác. Đấy, những bác nào có nhu cầu về những dòng dây loa như thế này nhá. À, rồi thì cũng không để mất thời gian của tất cả các bác nữa, thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cái dòng sản phẩm dây loa này nha. Đây, thì trên tay em đang cầm đây, các bác thấy được đây, đây chính là một cặp dây loa Supra Quadrox này. Và nhìn thấy chưa? Supra Quadrox này. Đó. Cái dòng này của nó là dòng loại dây của nó là 4 lõi nhân 2.0 ly nha. 4 lõi nhân 2.0 made in Sweden. Đó là của Thụy Điển. Dây cầm cặp dây cũng khá là mềm dẻo. Đấy. Đây và thế. Dây thì nó cũng có đầu chia là rất là đẹp này. Các bác nhìn Supra này. Đó. Thì dòng này thì bên em có hai loại rắc nha. Đấy. Đầu rắc này là đầu rắc bắp chuối. Đấy, loại này đầu rắc bắp chuối này, các bác có thể thấy được những cặp đầu rắc bắp chuối này. Đấy, em cầm quay cho anh em xem sao chi tiết nhất có thể nha. Đấy, đầu rắc bắp chuối mạ carbon. Đấy, thì các bác biết những đầu rắc bắp chuối được mạ carbon này xài rất là tốt. Đấy, một nữa, một là cái đường truyền dẫn tín hiệu của nó là ổn định, hai nữa là cái chất lượng đấy của nó thì qua xài nó sẽ không bị oxy hóa theo thời gian nha các bác. Đấy, rất là tốt dòng dây này. Đấy. Đấy, thì dòng này thì bên em nó có cả bắp chuối và bắp chuối mỏ cả mỏ chim. Đấy. Đấy, cặp này là bắp chuối mỏ chim này. Đấy. Mỏ chim của nó đây, các bác nhìn thấy không? Đó, mỏ chim của nó. Thì bác nào đang xài nhà dàn cho bác nào đang, âm thanh nhà bác nào đang xài những đầu dốc mỏ chim này thì bác có thể lấy những cặp này nha, một đầu bắp chuối này, một đầu mỏ chim này, hoặc là mỏ chim hết nha các bác. Supra. Đó, nhìn thấy không? Dây của nó thì cũng sẽ đi theo điều hướng như thế này. À, chạy theo điều hướng mũi tên như thế này thì các bác cũng nên lưu ý dùm em lấy về mình cắm làm sao cho nó đúng cái điều hướng mũi tên nha các bác. Đấy, dây của nó đây. Đấy, còn có mấy cặp nha. Hôm nay bên em về được 4 cặp thôi chứ không có về được nhiều nha các bác. Đấy. Thì một cặp dây loa như thế này thì bên em đang phân phối cho các bác giá cũng rất là tốt thôi. Đấy, mỗi vế là 2,5 m và giá thì em bán được các bác là 2.800.000 là đã bao gồm phí ship cho tất cả các bác nha. Đấy, đã bao gồm phí ship cho tất cả các bác, các bác yên tâm về những cái dòng sản phẩm như thế này. Đấy, giá là 2.800.000. Đấy, đầu rắc là đầu rắc bắp chuối mỏ chim này, mỏ chim hoặc là bắp chuối thì bên em đều có đầy đủ để cho tất cả các bác lựa chọn sao phù hợp với cái dàn âm thanh của nhà mình nha. Đấy, và cái chất lượng của cái dòng dây này ấy, và cái chất lượng lõi của dòng dây này thì nó đều là lõi đồng mạ bạc. Đấy, đồng mạ bạc, các bác nhìn nhá, chất lượng lõi dây bên trong đều là đồng mạ bạc thì cải thiện rất là tốt cho các bác. Một là trung trầm của nó sẽ tiếng nó cũng sẽ không bị mất đi, nhưng mà cái dòng này nha, cải thiện đa số là nhiều về giải chép cho các bác. Đấy, giải chép là nhiều. Đấy, các bác có thể thấy được đây dây này. Đó, hai lõi một như này. Đấy, thì cặp này thì giá này bán cũng khá là tốt cho tất cả các bác đó, 2.800.000. Đấy, 2.800.000 đã bao gồm ship của các bác rồi. Đấy, thì bác nào đang có nhu cầu về những dòng dây loa như này thì các bác cứ alo cho em ship hàng cho tất cả các bác. À, rồi thì Huy Cường Audio xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.